Hai, xin chào các bạn. Mới đây mình có xem được một cái kênh của Kali Sài Gòn. Bởi vì mình cũng rất thích là hay xem cái anh này. Mình cũng hay theo dõi cái anh này. Nhưng mới đây anh ra một cái video, mình cảm thấy nó anh đấy phân tích nó thật là không đúng sự thật. Bởi vì các bạn biết là cái vụ án của ông Thắng Bà Mai và bên đầu sư Trọc và cái cô Hóa kia là tòa đã tuyên án là tù án treo 2 năm. Mà bên bên của sư Trọc kia người ta là có đi 5 người luật sư, mà bên chị Hóa này thì có một người luật sư, và 5 người luật sư thì một người luật sư đến giờ chót người ta thấy cái tình tiết là bên sư Trọc kia là vu oan báo họa không đúng, người ta đã rút lui. Nhưng anh Kali Sài Gòn đang sinh sống ở bên Mỹ, cái kênh YouTube này, thì anh đấy phản biện, anh ấy nói rằng là cái tòa án này xử không công bằng, có một cái gì đó bất bất khuất bất tất cho Tịnh Thất Bồng Lai, bởi vì là chị Hóa này đã làm tổn thương và một cái vết sẹo người ta mang cả đời. Nếu cái này thì anh hãy bị dẹp nhọt. Và anh ta nói là nếu như ở bên Mỹ mà cái vụ án này thì là phải bị tù mất 3-4 năm. Xin lỗi anh, em cũng đang sống ở tư bản, chị em cũng không phải sinh sống ở Việt Nam, luật lệ ở bên này hầu như là bên Mỹ và bên Canada thì nó cũng giống, tương tự giống nhau. Anh nói cũng đúng, nếu như mà cái vụ án này mà có sự thực như vậy thì cũng phải là bị tù 3-4 năm thì cũng đúng. Thế nhưng anh phải biết rằng là cái vết thương mà cái chị Hóa gây cho cái thằng đầu trọc kia, vết thương đó bây giờ nó lành mà cái vết, cái mặt nó bây giờ láng, còn láng cóng à cả cái đít khỉ nữa, thì lấy gì ra mà đòi người ta 3 tỷ đồng, lấy gì ra mà đòi gỡ phạt tội. Mà anh nói là cái vụ án này bên ở bên sư cọc nó đưa ra 3 tỷ, 3 tỷ nó không có nhiều, bởi vì là làm thương tích cho người ta một cái vết sẹo suốt đời như vậy. Bản thân tôi cảm thấy nó vẫn còn chưa phục tôi lắm, bởi vì chị Hóa này, anh nói là cái chị Hóa này là cầm cầm một cái vật nhọn để tấn công cái sư Trọc này để làm tổn thương vết sẹo cho người ta. Thế thì anh nhầm, anh không xem kỹ rồi. Chị Hóa này không phải là người tấn công, mà chị Hóa này chỉ là cái người tự vệ. Cái thằng sư Trọc kia nó tấn công trước và chị Hóa này là cái người tự vệ. Cái người tự vệ thì không bao giờ có tội. Mà đòi người ta đến 3 tỷ, mà anh nói là đòi 3 tỷ nó vẫn chưa đủ để gây thương tích cho một cái vết sẹo. Và anh ví như là một cái vụ án này ở bên Mỹ là phải bồi thường nhiều hơn. Và anh nói là 50 người kéo đến Tịnh Thất Bồng Lai nơi tu hành và làm thương tích cho người ta, một cái thương tích người ta mang cả đời như vậy. Nếu thế thì anh nhầm rồi. Cái điều là tòa án trước kia người ta đã đi xác minh và người ta đã chứng nhận là ông Thắng Bà Mai này là chỉ có 12 người tới nơi giả tu này, và người ta cũng đã bấm chuông và cái nơi giả tu này đã mở cửa mời người ta vào để tìm con người ta, chứ không phải là người ta phá cửa, người ta xông vào và người ta mang 50 người. Anh nói cái này thì là anh là cái người thiên vị và anh là cái người xuyên tạc. Tòa án người ta đã tuyên án là một, người ta đã xác minh là chỉ ông Thắng Bà Mai này chỉ có mang 12 người này tới nơi giả tu này và người ta bấm chuông đàng hoàng được cái nơi giả tu này mở cổng cho người ta vào để tìm con. Và anh cũng nói rằng là kêu năm mang 50 người tới vào đập phá rồi là tấn công để gây thương tích cho người ta. Nếu thế thì anh nhầm. Anh phản biện là ông tòa này bất tất có cái gì đó không xử không đúng, hãy lực khỏi lại lương tâm. Và một cái nữa, em có nghe thấy anh nói rằng là ở bên cái phía sư Trọc kia người ta không phải là người ta muốn đòi nhiều tiền hay là người ta muốn bà Hóa này vào tù, mà người ta chỉ muốn
ông tòa để xử cái án này cho nó công tâm công bằng và cho nó lặng hơn. Xin lỗi anh, là một cái người mà tu hạnh như anh nói, mà đòi người ta bồi thường 3 tỷ. Người tu gì mà đi sân siêu có một cái vết sẹo nhỏ nhoi như vậy? Người tu gì mà thuê hẳn những 5 luật sư, có tiền thuê hẳn những 5 luật sư? Mà anh nói là người ta không phải là người ta đòi nhiều tiền, hay là người ta muốn chị Hóa này đi tù, hay là người ta muốn ông Thắng Bà Mai này đi tù, mà người ta muốn ông tòa phải xử một cách công tâm công bằng. Thì cái này anh hãy nhìn, ông tòa xử rất công tâm công bằng, rất xử đúng. Nếu như bên Mỹ hay là bên Canada, vụ án này sẽ không xử được như ở Việt Nam, công bằng công tâm như vậy. Bởi vì tại sao? Bên cái sư cọc kia nó có 5 những luật sư, thì tiền nó áp đảo. Anh phải nhớ rằng ở bên tư bản, ở bên Mỹ hay ở bên Canada cũng vậy. Cái người mà người ta có tiền mà người ta thuê 5 luật sư như vậy, trắng đổi thay đen, người ta sẽ đổi được trắng thay đen ra ngay. Cái vụ án này nó xảy ra ở Việt Nam, mình thấy ông tòa ông xử rất công bằng, chứ không phải là không công bằng. Còn nếu như mà ở bên Canada, mà nếu như mà để cái vụ án mà cãi, thì chị Thóa này sẽ bị trắng án. Bởi vì người ta là cái người tự vệ. Còn nói như anh mà ở bên Mỹ như này là tù mấy năm, đúng là anh nói cũng đúng. Nhưng tù mấy năm bởi vì là cái bọn sư chọc này nó có tiền, nó thuê được 5 luật sư, thì sẽ đổi trắng thay đen. Còn nếu giả thử như ở bên Canada em cũng thế, bởi cái bọn sư chọc này nó có tiền, nó thuê những 5 luật sư, thì người ta sẽ đổi trắng thay đen. Anh phải biết rằng ở tư bản có hàng trắng, bằng chứng, vật chứng rõ ràng trước mắt. Nhưng tại sao những cái vụ án ở bên này vẫn được trắng án? Là lý do tại sao? Bởi vì tư bản nó mạnh về cái một chữ tiền. Người ta phạm tội đó, nhưng người ta có nhiều tiền, người ta thuê nhiều luật sư, thì nó sẽ trắng án. Thế nhưng ở Việt Nam, anh phải nhìn thấy bên sư chọc kia nó có tiền, nó muốn đè người, bởi vì thế nó muốn dồn chị Hóa này phải đi tù, nên nó mới phải thuê đến 5 luật sư. Nhưng bên chị Hóa kia, người ta chỉ thuê có 1 luật sư thôi. Nhưng cái đúng nó vẫn là cái đúng, lẽ phải nó vẫn là lẽ phải. Vì không phải là ở Việt Nam mình không thể nào mà lấy tiền đè người được, bởi vì ở Việt Nam ông tòa ông xử rất công tâm, bởi vì nó còn ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng mạng. Anh thử hỏi xem, toàn bộ người dân đang sinh sống ở Việt Nam, có ai người ta đồng tình và người ta cổ xuyến cho cái việc bên sư chọc kia, giả sư kia đúng hay không? Hay là hầu như là người ta hài lòng, người ta bằng lòng với ông tòa xử rất đúng người đúng tội như vậy? Mà anh đến bây giờ anh lại coi như là đi phân tích, và anh nói rằng là ông tòa là có một cái gì bất tuất, xử không công đúng, không công bằng với lại bên sư chọc kia. Và có một cái nữa là Phương Hằng xuống thăm, kéo hàng cả nghìn người, làm láo loạn cái lơi tu hành người ta như vậy. Và Phương Hằng và một số người nói là ở trong đó là loạn luân. Thì anh nói là chính phủ đã đi thử DNA, nhưng mà kết quả nó là con số 0, là không đúng. Và Phương Hằng và những cái người kia là người ta dựng chuyện lên. Anh nói như thế này thì thực sự là anh là một, chính anh là cái người u mê, anh là cái người không hề đi tìm hiểu về tin tức. Anh nói là cái em Tùng nói là loạn luân và con ông già sư chọc kia, nhưng không dám đi thử DNA. Thì xin lỗi anh hãy đi tìm hiểu cho kỹ. Chính cái người anh em ruột của cái thầy ông nội kia,
đang sống ở viện dưỡng lão, người ta lên tiếng rằng mấy thằng sư chọc bảy múi kia, sáu bảy múi kia là con ruột của ông Lội, là con ruột của ông Lội, chẳng nghĩa anh em nhà người ta lại đi vu oan vu khống cho anh ruột nhà người ta. Và cái điều nữa anh nói là luật pháp đã cầm máu đi thử DNA và kết quả không ria dâu không có gì. Cái thông tin này em chưa hề thấy cái kết quả của chính phủ Lào mà người ta đăng đàn cho người dân là người ta giải oan cho cái lời sư chọc kia là không phải loạn luân. Mà bây giờ anh lại lên anh phân tích như vậy, cái này là anh nói không có căn cứ, không có cơ sở. Tòa án người ta đã tuyên án như vậy mà anh nói là không công bằng cho cái bên sư đầu kia, bên cái giả sư kia. Mà cái lời kia, người ta mặc áo cà sa, người ta mặc áo lâu tu hành, nó đã có một cái giấy chứng nhận nào của Phật giáo người ta chứng nhận và chính phủ Việt Nam đã chứng nhận lời đó là lời tu hành không? Mà anh nói là lời tu hành mà kéo 50 người tới. Em thấy anh lên anh làm video về phân tích về cái vụ xử chị Hóa lại 25 tù án treo. Em thấy toàn bộ anh phân tích nó không đúng sự thật và anh phiến vị cho bên sư chọc, sư cọ kia, giả sư cọ kia. Không, anh phân tích nó không có một cái sơ cờ để căn cứ. Và anh phân tích và anh lại còn mang cái luật lệ của bên Mỹ ra. Anh áp dụng cái luật của bên Mỹ nhà anh, bởi vì là cái bọn sư chọc kia, nó là cái người có tiền, nó thuê đến 5 luật sư, thì nó sẽ đổi trắng thay đen nếu như vụ án này ở bên Mỹ. Bên luật sư người ta chỉ có một luật sư thôi, mà tại sao người ta lại thắng? Ông tòa ông xét theo những cái bằng chứng, chứ không phải là lấy nhiều tiền thuê luật sư để đàn áp để thắng được. Ông tòa ông xử là phải có những cái bằng chứng và những cái sự thực, chứ không phải giống như bên Mỹ của anh là lấy tiền đè người mà anh nó mà anh phán như là cái vụ án ở Việt Nam giống như bên Mỹ anh là anh nói là không công bằng cho cái những thằng sư chọc sư cọ kia. Nếu như cái vụ án này ở bên Mỹ thì công nhận là anh mới phải nói là công nhận mấy anh là anh nói đúng là cái bọn sư chọc kia nó sẽ thắng. Nhưng nó thắng bởi vì sao? Cái luật của bên Mỹ, thằng nào nhiều tiền là thằng đấy cãi sẽ thắng. Trắng sẽ đổi thay đen, đen sẽ đổi thay trắng. Là những thằng nào có nhiều tiền, thuê nhiều luật sư giống như cái bọn sư cọc kia là sẽ thắng. Đen sẽ đổi thay trắng. Lên hôm nay mình thấy cái anh này, anh ấy phân tích cái câu chuyện của cái vụ án của chị Hóa và anh Thắng bà Mai, mình thấy nó không công phục và mình thấy nó rất chi là thiên vị và thiên vị về cho bên Tịnh Thất Bồng Lai, nó không đúng sự thật. Nên hôm nay mình làm cái video này, mình chia sẻ với các bạn. Và cái video này cũng dành riêng cho anh Cali Sài Gòn, anh YouTuber Cali Sài Gòn ở bên Mỹ. Nếu như anh làm cái đề tài gì đó và anh phân tích về một câu chuyện gì đó thì anh hãy cố gắng đi tìm hiểu thật cho kỹ lưỡng, rồi anh hãy phân tích, chứ đừng anh dìu dắt cộng đồng mạng theo cái mà nó không đúng sự thật như vậy thì nó sẽ không hay. Cảm ơn các bạn luôn luôn ủng hộ 8. Cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp.